Phẩm danh hiệu của địa ngục là phẩm thứ 5 trong bộ kinh Địa Tạng nói rõ về tên của các địa ngục. Thế nào gọi là địa ngục? Nhà tù dưới đất. Địa ngục do ai tạo ra? Ở cõi người nhân gian có nhà tù, thì tại địa phủ, tức là cõi âm, cũng có nhà tù. Nhà tù ở nhân gian thì do chính phủ cho xây sẵn, chuẩn bị để giam giữ những kẻ vi phạm luật pháp quốc gia. Thế thì nhà tù ở địa phủ có giống như vậy không? Không phải như vậy. Địa ngục, nhà tù ở địa phủ không được tạo dựng sẵn từ trước để chờ đón tội nhân như nhà tù ở nhân gian. Địa ngục vốn thuộc loại có tên nhưng vô hình, hữu danh vô hình. Tên của địa ngục thì có mà hình tướng của địa ngục thì không. Phải đợi đến lúc tội nhân tới thời điểm thọ tội báo thì địa ngục mới hiện hình. Bấy giờ hễ tội nhân đã từng gây ra nghiệp tội gì thì sẽ có địa ngục tương ứng với nghiệp tội đó hiện ra. Những địa ngục này không phải do người nào hoặc đấng quỷ thần nào dựng nên, mà là do nghiệp lực của chính bản thân người tội tạo thành. Hễ chúng ta gây nghiệp tội gì thì ở cõi âm sẽ xuất hiện một địa ngục tương ứng với nghiệp tội mà chúng ta đã tạo tác. Sự việc này xảo diệu và bất khả tư nghị một cách phi thường. Vì sao gọi là cõi âm, cõi tối tăm? Bởi vì nơi đó luôn luôn tối tăm u ám, không có ánh sáng của mặt trời và mặt trăng rọi tới, nên gọi là cõi âm, và cũng là âm ti hoặc âm phủ. Cho nên địa ngục là do những nghiệp tội của chúng ta gây ra tích tụ lại với nhau mà hình thành. Lại nữa, địa ngục chỉ có danh hiệu chứ không có thực thể. Phải đợi đến lúc chúng ta đi thọ tội thì địa ngục mới hiện ra. Đây quả là một điều vô cùng vi diệu và bất khả tư nghị. Kinh văn: Lúc đó Phổ Hiển Bồ Tát Maha Tát thưa cùng Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài hãy vì trời rồng, tứ chúng và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói rõ danh hiệu của các địa ngục, nơi thọ báo của các chúng sanh tội khổ ở thế giới Ta Bà và cõi Diêm Phù Đề, cùng những sự ác báo, để cho chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau biết rõ những quả báo đó. Được rằng, lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát Maha Tát thưa cùng Địa Tạng Bồ Tát rằng: Có lẽ quý vị ai nấy đều đã biết đến vị Phổ Hiền Bồ Tát thường cưỡi con voi trắng sáu ngà này. Ngài là vị Bồ Tát có hạnh lực lớn lao nhất, nên được tôn xưng là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Maha Tát có nghĩa là lớn đại. Vậy lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Phổ Hiền nói với Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thưa nhân giả, xin ngài hãy vì trời rồng, tứ chúng và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói rõ danh hiệu của các địa ngục. Nhân giả, bậc nhân đức là một danh xưng khác của các bậc Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát mong rằng Địa Tạng Bồ Tát sẽ vì trời rồng và bốn chúng, tỷ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, cũng như hết thảy chúng sanh trong đời này và đời sau mà kể rõ tên của các địa ngục, nơi thọ báo của các chúng sanh tội khổ ở thế giới Ta Bà và cõi Diêm Phù Đề. Chúng sanh tội khổ, tức là những kẻ do đã từng gây ra tội lỗi nên phải chịu quả báo khổ sở. Thế thì chúng sanh ở thế giới Kham Nhẫn và cõi Nam Diêm Phù Đề, hễ tạo tội thì phải đến nơi nào để thọ lãnh quả báo cùng những sự ác báo? Ngoài ra, Phổ Hiền Bồ Tát cũng thỉnh cầu Địa Tạng Bồ Tát hoan hỷ nói rõ về việc thọ lãnh các quả báo xấu ác, để cho chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau biết rõ những quả báo đó, đồng thời hiểu được sự nghiêm trọng của các quả báo ở địa ngục. Kinh văn: Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thưa nhân giả, này tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của đại sĩ mà được nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối tẫm, không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Bốn Sừng, lại có địa ngục tên là Giao Bay. Được rằng, Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của đại sĩ. Nhân giả tức là người có lòng nhân ái, đại từ đại bi. Địa Tạng Bồ Tát nghe Phổ Hiền Bồ Tát thỉnh vấn như thế bèn trả lời rằng: Bây giờ tôi xin nương nhờ oai đức thần thông của Đức Phật cũng như oai lực của chính Bồ đại sĩ Phổ Hiền Bồ Tát mà được nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự tội báo và ác báo. Chúng sanh hễ tạo nghiệp nào
thì phải chịu quả báo nấy. Trước kia nếu có làm điều ác thì nay phải thọ ác báo, có làm việc thiện thì nay được hưởng thiện báo, mà địa ngục là nơi chúng sanh thọ lãnh các ác báo. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói tiếp: Thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đà có dãy núi tên là Thiết Vi. Ở về phía đông của cõi Nam Diêm Phù Đà này có một dãy núi to lớn hùng vĩ tên là núi Thiết Vi, thiết sắt thì màu đen. Ở đây là biểu thị cho sự tối tăm u ám, không có ánh sáng. Dãy núi đó tối thẫm, không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Núi ấy tăm tối thâm u như nằm trong hang động vậy. Nơi đó mặt trời mặt trăng không thể dọi tới được, nên hoàn toàn không có ánh sáng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Địa ngục Cực Vô Gián là một địa ngục lớn nhất và cao nhất. Vô Gián này chính là địa ngục Vô Gián và cũng có 5 loại như đã nói trong phẩm trước. Lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ. A Tỳ là tiếng Phạn Trung Hoa dịch là Vô Gián, không gián đoạn. Địa ngục vừa rồi thì lớn nhất và có tên là Cực Vô Gián. Vô Gián cùng tột, còn địa ngục này tên là Đại Vô Gián, Vô Gián lớn. Lại có địa ngục tên là Bốn Sừng, Tứ Giác. Tứ Giác có thể là chỉ cho bốn phương Đông Tây Nam Bắc và cũng có thể là ám chỉ bốn cái sừng. Trong ngục này có bốn hình cụ tương tự như bốn cái sừng trâu. Tội nhân ở đây bị đâm phải những cái sừng ấy mà chết, xong cứ chết đi rồi sống lại, sống lại thọ tội rồi chết đi. Lại có địa ngục tên là Dao Bay, Phi Đao. Tại địa ngục này có một con dao chẳng rõ từ đâu bay đến, chém đứt đầu hoặc chặt tay chặt chân của tội nhân, hoặc cắt xẻ thân thể của tội nhân khiến máu me linh láng, hoặc đâm chém tới tấp khắp mình bầy của tội nhân. Tội nhân bị đâm chém đến nỗi toàn thân đau đớn khủng khiếp, cơn đau vừa dứt, tội nhân vừa hết quằn quại thì lập tức lại có phi đao vèo vèo bay tới đâm tiếp, cho nên tội nhân lại lăn lộn rên xiết nữa, đau rồi hết đau, hết đau rồi lại đau, cứ thống khổ triền miên như thế mãi. Địa ngục phi đao là một loại địa ngục đau đớn khổ sở nhiều nhất. Kinh văn: Lại có địa ngục tên là Tên Lửa, lại có địa ngục tên là Núi Ép, lại có địa ngục tên là Giáo Đâm, lại có địa ngục tên là Xe Sắt, lại có địa ngục tên là Giường Sắt, lại có địa ngục tên là Châu Sắt, lại có địa ngục tên là Áo Sắt. Được giảng, lại có địa ngục tên là Tên Lửa, Hỏa Tiễn. Trong địa ngục Hỏa Tiễn có rất nhiều mũi tên, và ở đầu mỗi mũi tên đều có lửa rất đáng sợ. Những hỏa tiễn mà ngày nay người ta bắn lên nguyệt cầu cũng tương tự như loại ở địa ngục này vậy. Lại có địa ngục tên là Núi Ép, Giáp Sơn. Tội nhân ở địa ngục Giáp Sơn phải chịu đựng một nỗi thống khổ rất ghê gớm. Trước tiên là cửa ngục ở hướng đông mở ra. Cửa vừa mở toang thì tội nhân trong ngục liền cắm đầu cắm cổ chạy ùa ra, chẳng khác nào những tên cướp trên đường đào tẩu vậy. Những tội nhân này cứ đinh ninh là thoát ra ngoài tất sẽ được tự do, mà không ngờ rằng vừa ra khỏi địa ngục này thì lại gặp phải hai hòn núi chắn ngang. Tưởng rằng trốn trong núi thì có thể tránh khỏi tội báo, ai nấy đều đổ xô về đó. Thế nhưng chạy vào tới trong núi rồi thì thế nào? Núi này là loại núi hoạt động, có thể tự di chuyển. Núi từ bốn phía đều có thể di động và tiến gần lại với nhau. Do đó xung quanh tội nhân, trước mặt sau lưng, bên phải bên trái đều là núi non chập trùng, đồng thời khép chặt lại, khiến toàn thân tội nhân bị ép dẹp, máu thịt bầy nhầy trông rất rùng rợn. Ở nơi đó, không những tại cửa ngục phía đông mà tại các cửa ở phía nam, phía tây và phía bắc của địa ngục Giáp Sơn cũng đều xảy ra y như vậy. Các cửa ngục này vừa mở, tội nhân liền tẩu thoát ra ngoài và trông thấy núi thì liền chạy vào đó để trốn, không biết rằng trong núi ấy vẫn là địa ngục. Tại sao lại như vậy? Đó là vì nghiệp tội của các chúng sinh này quá nặng nề, thâm trọng, khiến họ phải chịu quả báo ở khắp mọi nơi. Đến đâu họ cũng phải chịu đựng thứ cực hình, không cách gì chịu đựng nổi này. Vì sao lại có quả báo địa ngục Giáp Sơn? Bởi khi còn sống, những tội nhân trong địa ngục này đã lạm dụng quyền hành thế lực để áp bức, chèn ép người khác một cách thậm tệ, cho nên sau khi chết họ phải chịu quả báo núi ép như thế. Lại có địa ngục tên là Giáo Đâm, Thông Thương. Giáo thương thì lớn và thô hơn mũi tên tiễn, đầu ngọn giáo thì rất to và nhọn, có thể đâm chết người. Ở địa ngục Giáo Đâm, tội nhân thường xuyên bị đâm bằng giáo, đâm đằng trước, đâm đằng sau,
đâm bên phải, đâm bên trái. Cứ mỗi nhát đâm thì thân thể tội nhân bị khoét ra một lỗ lớn như chỗ cửa sổ vậy. Cho nên chẳng mấy chốc là khắp mình mẩy tội nhân lỗ chỗ những cửa sổ, máu thịt đỏ loét trông rất ghê rợn. Hình phạt ở địa ngục giáo đâm thông thường này vô cùng đau đớn, thống khổ. Lại có địa ngục tên là xe sắt, thiết xa. Ở địa ngục này có chiếc xe bằng sắt chạy qua chạy lại trên người của tội nhân, cắn dập nát thân thể của họ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn đang tu hành tại nhân địa có một kiếp nọ, Ngài đắc được thiên nhãn thông và nhìn thấy được địa ngục thiết xa. Bấy giờ chứng kiến cảnh các tội nhân bị xe sắt chạy qua chạy lại trên thân thể quá sức đau đớn khổ sở, Ngài liền phát tâm tử bi mà nguyện rằng: ta nhất định phải phát tâm tu đạo, và sau này khi thành Phật rồi, ta sẽ độ thoát tất cả chúng sanh trong địa ngục này. Và đó là lần phát tâm tử bi tối sơ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lại có địa ngục tên là giường sắt, thiết sàng. Trong địa ngục này, tội nhân phải nằm hoặc ngồi trên giường sắt, bên dưới có rất nhiều con dao nung nóng đỏ rực. Lại có địa ngục tên là trâu sắt, thiết ngưu. Những con trâu ở trong địa ngục này đều bằng sắt và đều có sừng. Chúng dùng sừng để húc vào mình tội nhân. Lại có địa ngục tên là áo sắt, thiết y. Những người khi còn sống đã thọ giới rồi mà lại phạm giới thì sau khi chết phải đọa vào địa ngục áo sắt. Địa ngục áo sắt thì như thế nào? Ở địa ngục này có rất nhiều lưỡi lê có gắn móc câu, hễ đâm trúng thân tội nhân thì móc rách tơi tả hết áo quần trên người, làm cho tội nhân phải chịu trần truồng. Bấy giờ có một loại áo quần bằng sắt từ không trung bay đến, tội nhân vừa thấy áo quần đó liền vui mừng giơ tay vẫy gọi: áo quần tới đây, áo quần tới đây. Ý nói rằng: áo quần ơi, hãy mau mau bay đến chỗ của ta. Vẫy vẫy tay như thế mà áo quần kia liền bay đến thật. Bay đến nơi thì áo quần đó liền tự động bao bọc lấy thân tội nhân như một lớp da sắt, và lại là lớp da sắt nóng đỏ. Vì vậy mặc vào người rồi là toàn thân tội nhân đều bị nung cháy khét lẹp, và chẳng bao lâu đã trở thành một đống tro. Biến thành tro rồi thì sao? Chỉ trong chốc lát thì có ngọn xà phong thổi tới. Bấy giờ xác thân vốn đã không còn của tội nhân lại hồi phục và hiện trở lại hình tướng như trước, và tội nhân lại tiếp tục chịu tội. Đó là hình phạt trong địa ngục áo sắt. Kinh văn. Lại có địa ngục tên là ngàn mũi nhọn, lại có địa ngục tên là lửa sắt, lại có địa ngục tên là nước đồng sôi, lại có địa ngục tên là ôm trụ đồng, lại có địa ngục tên là lửa cháy, lại có địa ngục tên là cày lưỡi, lại có địa ngục tên là chém đầu, lại có địa ngục tên là đốt chân, lại có địa ngục tên là móc mắt, lại có địa ngục tên là viên sắt. Được rằng, lại có địa ngục tên là ngàn mũi nhọn, thiên nhẫn. Địa ngục thiên nhẫn là do con người tạo tội quá nhiều mà ra. Tại địa ngục này có rất nhiều lưỡi dao từ trên hư không rơi xuống như mưa. Những lưỡi dao này tựa như những giọt mưa sắc bén rơi xuống đâm nát đầu và thân của tội nhân. Tất cả xương cốt và da thịt đều bị cắt xẻ. Sau khi tội nhân chết đi thì lại có ngọn gió xảo phong thổi đến, tội nhân liền sống trở lại và tiếp tục thọ tội báo như cũ. Lại có địa ngục tên là lửa sắt, thiết lư. Tại địa ngục này có con lửa sắt dẫm đạp lên thân thể của tội nhân mà đi, và cứ liên tục đi qua đi lại như thế mãi. Lại có địa ngục tên là nước đồng sôi, dương đồng. Ở địa ngục này, tội nhân bị bỏ vào trong dung dịch đồng nấu chảy. Ngay cả đồng mà còn bị nung chảy lỏng, thế thì con người nếu bị bỏ vào đó, tất cũng bị thiêu hóa mất mà thôi. Lại có địa ngục tên là ôm trụ đồng, bão trụ. Địa ngục ôm trụ đồng, bão trụ còn có tên là địa ngục cột đồng nung, bào lạc. Năm ngoái lúc giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi đã có giảng qua, song nghe rằng mọi người đều quên cả rồi. Trong địa ngục ôm trụ đồng, bão trụ có một cột trụ bằng đồng được nung nóng đỏ rực. Hễ ôm lấy trụ đồng này rồi thì không thể nào rời ra được nữa. Hạng người nào phải đọa vào địa ngục này, đó là hạng người thích điều dâm loạn, ưa việc gian dâm, cho nên khi còn sống đã phạm quá nhiều nghiệp dâm. Và trong số ấy, số người nam phạm tội rất đông, mà số người nữ phạm tội cũng chẳng ít. Nói chung bất luận là nam hay nữ, hễ người nào phạm nghiệp dâm dật thì sau khi chết cũng đều bị đọa vào địa ngục ôm trụ đồng cả. Bấy giờ khi đã vào địa ngục này rồi, nếu tội nhân là người nam thì nhìn trụ đồng mà lại thấy đó là cô gái mình từng yêu thương nhất lúc còn sống, thế là mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy,
Khốn nỗi vừa ôm được thì toàn thân đều bị bỏng cháy bởi trụ đồng nung. Tội nhân bị thiêu chết rồi thì có ngọn gió xảo phong thổi đến làm cho hồi sinh. Hồi sinh rồi thì mọi việc vẫn tái diễn giống hệt như trước. Cũng ôm trụ đồng, ôm rồi lại ôm nữa, thiêu rồi lại thiêu nữa, chết rồi lại chết nữa. Cứ thế mà lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Người nam nhìn trụ đồng nung thì thấy đó là người nữ. Thế đối với người nữ thì sao? Người nữ nhìn trụ đồng nung thì thấy đó là chàng trai mà lúc còn sống mình yêu thương nhất. Và thế là cô ta không dằn lòng được, hớn hở chạy đến ôm choàng lấy người yêu. Sau khi ôm, cô ta cũng bị lửa của trụ đồng đốt cháy thành tro bụi. Rồi đến khi ngọn gió xào phong thổi lướt qua, cô ta liền sống trở lại. Sống rồi thì lại tiếp tục đi ôm trụ đồng, ôm rồi lại chết, chết rồi lại sống. Sống lại tiếp tục thọ báo như trước. Vì sao có địa ngục ôm trụ đồng? Phải chăng có người nào đó đã chuẩn bị sẵn như thế? Không phải, chính nghiệp dâm, ngọn lửa nghiệp từ lòng dâm dục của tội nhân cảm phời mà thành ra địa ngục ôm trụ đồng. Cho nên chúng ta bất kể là nam hay nữ, đừng vội cho rằng chuyện trai gái yêu đương là điều hoàn toàn tốt đẹp. Bởi nếu quý vị đi lệch sang con đường tà dâm bất chánh, thì sau này sẽ bị đọa vào địa ngục ôm trụ đồng. Và đó là một sự việc vô cùng đau khổ và đáng sợ. Lại có địa ngục tên là lửa chảy, lưu hòa. Trong địa ngục này chỉ toàn là lửa và lửa, song thứ lửa này lại lưu chuyển và chảy giống như nước vậy. Địa ngục lửa chảy cũng là do lửa dâm dục của chúng sanh tạo ra. Lại có địa ngục tên là cày lưỡi, canh thiệt. Vì sao lại có địa ngục cày lưỡi? Trong địa ngục này có loài ác quỷ chuyên dùng một cái móc câu móc vào đầu lưỡi của tội nhân rồi kéo lên, khiến lưỡi của tội nhân bị căng dài đến mấy trượng và sưng phồng lên rất to. Sau đó chúng dùng cái cày dụng cụ đè xới đất mà cày bừa trên lưỡi ấy, cày tới cày lui, khiến cho lưỡi của tội nhân bị xẻ thành nhiều đường rãnh. Tại sao phải chịu quả báo này? Đó là vì lúc còn sống ở dương gian, tội nhân đã từng hủy báng tam bảo, vu khống tam bảo, phá hoại tam bảo. Ví dụ như nói rằng quý vị không nên tin Phật, Phật vốn không có thật, không hề tồn tại, Phật pháp chẳng qua chỉ là trò lừa gạt, thầy tu là những kẻ mượn áo nhà Phật và dùng Phật pháp để lừa gạt mọi người, quý vị chớ có tin theo, như thế là hủy báng tam bảo vậy. Có bốn nghiệp xấu do miệng, lời ăn tiếng nói gây ra, đó là nói lời thô ác, ác khẩu, nói đôi chiều lưỡng thiệt, nói thêu dệt ỷ ngữ và nói dối vọng ngôn.